trời ơi. Xin chào anh em. Thì hôm trước thì một hôm chạy tối, một hôm chạy ngày mà cái doanh thu nó cũng không đạt đấy anh em. Thì hôm nay tôi quyết định là, thì có lẽ là hôm đấy là do ngày thứ, không phải ngày cuối tuần đấy. Thì hôm nay tôi sẽ chạy ngày cuối tuần xem cái doanh thu nó có ổn hơn hay không anh em nhé. Thì hôm nay sáng dậy tôi đã bật app từ buổi sáng rồi. Bây giờ đang là 11 giờ 13 phút rồi. Ở trên này có cái xe của G7 này. Đang là 11 giờ 13 rồi. Thì tôi bật app từ buổi sáng luôn. Thì may quá có một cô khách đi từ nhà xuống cái phố Vạn Phúc này anh em, từ khu công nghiệp Quang Minh ấy. Thì xuống phố Vạn Phúc thì được 192.000 anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ trả khách và đợi những cô khách tiếp theo. Thì anh em cùng theo dõi tôi ngày hôm nay chạy ngày thứ bảy, ngày cuối tuần để xem nó doanh thu nó có tốt hơn hay không. Hay là Grab hết khách rồi, hay là cuối tuần thì nhiều khách hơn thì không biết. Thì anh em cùng tôi chạy ngày cuối tuần xem như thế nào anh em nhé. Tôi chỉ chạy Grab thôi, còn Bi tôi chỉ bật Bi đi tỉnh thôi, chứ không bật Bi chạy phố. Bi chạy phố thì chán lắm. Bây giờ tôi sẽ bật đăng nhập Grab sang máy này anh em nhé. Thôi anh em ơi, nhận được khuất đi Sơn Tây rồi anh em ạ. Đón hơi xa 1,9 cây. Đi thị xã Sơn Tây luôn. Thôi đi thị xã Sơn Tây cũng đi luôn anh em ạ. Đi luôn. Anh em cùng tôi đi thị xã Sơn Tây xem thế nào nhá. Để em cắm cái sạc đã. Em đang ở phố Vạn Bảo, vừa chạy quốc khách đầu tiên đây. Thì bây giờ quốc khách thứ hai đi Sơn Tây luôn. Thu nhập được 356.000. Ngon đấy, không biết bao nhiêu cây. Không biết là bao nhiêu cây đi từ Hoàng Hoa Thám đến thị xã Sơn Tây. Đi tỉnh kiểu vậy. Đi ra ngoại thành ấy. Thôi cứ nhận hết anh em ạ. Những cái quốc mà khoảng dưới 400.000 thì nhận được hết. Chứ mà quốc trên 400.000 là phải tính toán một chút. Tại vì nhiều khi mà đến đấy mà không có khách về là cũng dở. Hy vọng thì hôm nay đến Sơn Tây xong thì là có khách về luôn thì là đẹp. Chỉ đến Sơn Tây xong mà không có khách về mà chiều về rỗng thì cũng khá là mệt, khá là tốn xăng. Thì hy vọng là hôm nay là ngày thứ bảy ấy, là ngày cuối tuần, nên là hy vọng đến thị xã Sơn Tây lại có khách về Hà Nội. Ngày làm cứ khoảng 2-3 vòng như vậy thì ấm luôn. Đi thị xã Sơn Tây thì có cái làng cổ Đường Lâm mà. Thì như vậy anh em ạ. Thị xã Sơn Tây trước thì tôi cũng đến một lần, một vài lần rồi. Một lần thì lên trên thị xã Sơn Tây thì bắt được cái khách ở trên Zoom ấy, trên nhóm ấy. Khách ở trên Zoom đi về Hoàng Đạo Thúy. Ui, con xe đẹp thế nhỉ. Con xe Kia mới đẹp thế nhỉ. Con xe đây này, con xe khách to này, Grand Bio. Xe đẹp nhỉ, màu hồng luôn. Của Kia anh em ạ. Nhưng mà xe, những cái xe khách, xe to, động cơ máy dầu của Hyundai với Kia, nó vẫn là một cái gì đấy, nó khá là đẳng cấp. Với cả hôm nay trên Grab này, app thì báo cũng đỏ khá là nhiều. Có vẻ là khách cũng nhiều. Cuối tuần mà, cuối tuần thì khách của Grab nhiều. Lại nhớ ngày xưa chạy Mai Linh, cuối tuần là móm, cuối tuần là ngồi live stream, nói chuyện với anh em cả mấy tiếng chả thấy có khách. Bây giờ chạy Grab lại ngược lại, giữa tuần thì vắng khách, còn cuối tuần thì lại nhiều. Anh em ơi, bây giờ là 12 giờ 52 phút rồi. Tôi vừa trả khách ở Sơn Tây xong, thị xã Sơn Tây. Vẫn đang bật tự động nhận quốc. Quốc khách này được 350.000. Bây giờ tôi sẽ phải quay lại. Không biết ở cái thị xã Sơn Tây này có khách hay không. Tôi nghĩ là hơi khó có khách. Thì phải kiểm tra hôm nay. Anh ấy chuyển khoản nên là bây giờ tôi sẽ phải kiểm tra luôn cái ứng dụng ngân hàng xem được chưa. Chứ không rút kinh nghiệm như mấy hôm trước. Cũng có khán giả nhắc là phải kiểm tra luôn. Chứ như mấy hôm trước mình cũng không kiểm tra luôn ấy. Xong về
Thế không thấy nhận được tiền, nó rất là mất công. Ồ, được rồi, lần này thì được tiền luôn rồi anh em ạ. Còn đây là app Grab, tôi vẫn bật sẵn đây rồi, có cuộc phát nhận luôn. Bây giờ thì tôi sẽ bật cả app Bi nữa. Ở đây mà cứ có khách là nhận luôn, để về. Chứ không có khách, không nhận thì bao giờ mình có khách để về được anh em. Ở đây tôi bật luôn app Bi nhá. Tự động nhận chuyến luôn. Để tôi bật luôn tự động nhận chuyến, cứ có khách là nhận luôn, chẳng biết đi đâu. Đây, dừng ở đây một chút đã. Có lẽ là tôi sẽ phải kiếm một quán cơm nào đấy để ăn. Hôm nay thì thử đợi ở thị xã Sơn Tây này xem có khách về hay không. Hy vọng là có khách về, tôi chỉ hy vọng vậy thôi. Chứ không có khách về thì là đi xe không về thì nó hơi tốn xăng ấy. Nên thì tôi bật các dịch vụ lên. Không thấy có lịch nhận cuộc nào cả. Đây là app Grab. Thu nhập 2 cuộc đã là 5 lít rồi. À, tuyệt vời. Bây giờ khả năng thì tôi sẽ kiếm một quán nào đấy để ăn anh em nhé. Xong thì hy vọng là có một cuộc khách về. À, vừa nãy vợ gọi nữa, bây giờ phải gọi lại cho vợ. Ở Sơn Tây này có làng cổ Đường Lâm đấy. Lạnh quá. Điều hòa của Mitsubishi này nó lạnh hơi sâu nên là lạnh quá. Bún chả này, đang là ăn bún chả đi, bún chả gia truyền. Ôi nhưng mà đóng cửa rồi. Alo. Alo. Cơm chưa? Cơm ngon con. Ăn rồi. Ăn rồi á? Chưa chưa. Bây giờ vừa sang Sơn Tây. Dạ. Vừa sang Sơn Tây. Thì anh đang chở khách hay không đấy nhá? Không. Hả? Không không không. Chọn ngã đấy. Chọn ngã. Với lại nó sáng kia ngủ cái gì mày nói được không? Để tôi đang bằng mình. Nhưng anh đang bị xỉ lên cho mình làm nghe. À, ăn cơm chưa? Dạ. Ăn cơm chưa? Ăn rồi, chứ bọn này ăn mỗi tí chả đứa nào ăn bố ra thì hết. Con đau học được qua anh đây con không có bỏ. Thế thì anh nghiên cơm đó nhá. Qua anh nghiên cơm đi. Nhá. Thôi trong lúc ăn cơm thì mình có lẽ mình cứ tắt app đi. Ăn cơm cho nó ngon miệng anh em ạ. Chứ mình chạy cả ngày, mình chạy cả đời mà. Chứ cứ đâu phải là chạy một lúc đâu. Bây giờ cứ đi ăn cơm cho nó ngon miệng đã. Nào ăn cơm xong thì bật app thoải mái anh em ạ. giờ 09 phút rồi anh em ơi. Xe tôi đỗ ở đây anh em ạ. Ở gần cái trường trung học cơ sở Hồng Hà này, 217 đường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Đây là xe tôi đây anh em ơi. Taxi Vlog. Giờ thì lại bật app lên thôi. Ăn bún chả ở Sơn Tây. Ui, hôm nay hơi nắng anh em ạ. Giờ bật app lên thôi. Bật app lên xem một khách là nhận thôi. Bật tự động nhận sách, nhận khách luôn. Ở đây có cái thành cổ Sơn Tây nhìn nó khá là hay này anh em ơi. Xung quanh thì là nhiều là cái nước, xung quanh là một cái hào ấy. Còn ở giữa thì là một cái thành cổ. Tôi đang ở đường Lê Lợi. Không biết là di chuyển về đến chỗ nào để có khách đây. Tôi cũng chả biết nữa. Bật tự động nhận cuốc rồi. Không biết có phải bật điều hướng lên thì không hay không thì không biết. Bây giờ khả năng tôi sẽ di chuyển ra đến cái chỗ gần cái chỗ mà thành cổ Sơn Tây đấy.
khả năng ngoài đấy còn có khách chứ ở đây thì khả năng là không có đâu. Bây giờ di chuyển dần ra đấy nhé, phải bật ứng dụng bản đồ Google Map lên. Đây cái máy chạy thì tôi để bên này, còn cái máy này thì để tôi dùng để lùng bật đồ bản đồ Google Map để di chuyển. Bật nóng quá, để xe ở ngoài trời cũng lúc mà nóng quá nha bạn. Hôm nay em chạy mới có chạy 2 cuốc mà được 5 lít rồi đấy, khá là ổn đấy. Không biết đi chỗ nào để có khách đây. Hôm nay điều hướng thì tôi bật điều hướng một lần rồi. Đấy là lúc bật điều hướng là lúc ở nhà. Lúc ở nhà thì tôi lại nhận được một cuốc lên chỗ sân bay nhưng mà tôi không nhận. Tôi cáu quá, tôi bật điều hướng xuống dưới Hà Nội nên là mất một lần điều hướng rồi. Bây giờ tôi muốn dành để dành một lần điều hướng nữa để về từ để từ dưới hai phố lên sân bay để còn về. Chứ còn bây giờ mà mình điều hướng luôn thì không còn cái quyền điều hướng nữa để về sân bay ấy thì là hơi khó. Hải Thương chuyên tổ chức sự kiện năm quý đang hỏi. Đây đi thẳng đây vào cái thành cổ ấy đây. Thẳng vào cái thành cổ sân Tây luôn. Hy vọng là có khách về. Nhưng buổi trưa này chắc là cũng vắng. Chiều cỡ khoảng 2-3 giờ không biết có không. Thôi hên xui thôi anh em ơi. Hôm trước thì tôi chạy qua đây thì cũng nhận được một cuốc khách, nhưng mà cuốc khách có 20.000. Đi có cây số, 2 cây số thôi. Nó không ổn lắm. Hy vọng lần này nó mình được may mắn hơn. Đồ này đằng bóng. Kia nhỉ? Không biết đi đường nào. Đang chọn chỗ nào nó bóng mát một tí để mình vừa chờ khách được. Thứ hai nữa là mình vừa nghỉ ngơi được ấy. Là chỗ này cũng rộng này. Đang dừng ở đây thôi. Nó rộng, hai nó bóng bóng ấy. Gần chỗ này là chỗ gì đấy? Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, số 1 Phó Đức Chính. Ô, ở đây có phố Phó Đức Chính luôn anh em ạ. Thôi quyết định dừng ở đây để chờ khách nhá. Hy vọng là khách về. Nam Mô Di Phật, Nam Mô A Di Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu trời khấn Phật để cho con có khách về trung tâm thành phố Hà Nội. Nghe một chút kính nha. Khóa cửa vào. Tranh thủ nằm nghỉ nữa anh em ạ. Bây giờ anh em cùng tôi đợi nhá, xem tình hình như nào. Vừa nhận được cuốc khách rồi nhưng mà lại đi xa hơn. Đi về hướng Tây Đằng ấy. Xa hơn thì cũng chở thôi. Thôi để tắt ứng dụng Bi đã, nếu không thì nhớ lại nhận được chuyến Bi. Mình nhận được khách rồi thì mình tắt ứng dụng. Giờ em sẽ đi đón khách nhá. Giờ em sẽ đi đón khách để đi xa hơn một chút nữa. Xa khỏi thị xã Sơn Tây này. Nhẽ mà có khách về dưới thành phố Hà Nội thì tốt. Ở đây có cái phố đi bộ này. Đeo khẩu trang mà đã. Giờ em lại đi đến tận gần đến cầu Trung Hà rồi. Thôi được, mình cứ đi đón khách nữa. Tại vì hôm nay là cuối tuần mà, mình cứ chạy thoải mái đi. Còn bên cạnh đây là cái thành cổ Sơn Tây này. Ở đây có xích lô này, nhưng mà xích lô này chắc không phải chở người, xích lô này chỉ chở hàng thôi. Nhìn thấy cổ Sơn Tây này nhìn khá là hấp dẫn đấy. Nói chung là nuột, ban nhân dân thị xã Sơn Tây sao lắm thế. Ở chỗ này em cũng ít chạy nên là không biết được đâu. Ở đây có đường Phan Chu Trinh này, đường Phó Đức Chính này, đường Lý Thái Tổ này.
hầu như là những cái đường nào mà ở thủ đô Hà Nội có, ở thành phố Hà Nội có thì ở đây cũng có. Ở đây là cũng là sân Tây của thành phố Hà Nội thôi. Bây giờ em sẽ phải vào đón khách. Người chở khách ở nhà văn hóa thôn Liễu Châu cái gì này. Không biết về đây có khách hay không, nhưng mà về đây toàn thấy đồng ruộng các kiểu, y như ở quê tôi ấy. Giờ không biết đi đâu đây, dừng đây chút. Không biết đường nào về thị xã Sơn Tây đây. Đây thì hỏi anh này này. Anh ơi, cho em hỏi đường về thị xã Sơn Tây đường nào anh? Em không biết đường thì em mới hỏi chứ. Anh phải trả lời em chứ anh. Sao anh khinh người ấy nhỉ? Đúng rồi, loại con bò. Cút loại con bò anh em ạ. Hỏi không thèm trả lời luôn. Đúng hai con bò này. Ở chỗ này cũng khá là quê. Rất giống quê tôi. Mà đây là Hà Nội nhá. Đây là làng Liễu Châu, xã Phú Châu. Đây này, có mấy cổng làng này anh em ạ. Xã Phú Châu. Chắc là thị trấn Tây Đằng à? Ba Vì à? Không biết. Đây là đê Hữu Hồng nhá. Thì đang tính bảo là cố kiếm khách để từ thị xã Sơn Tây để về với cả Hà Nội, nhưng mà nó khá là không may khi khi tôi nhận được cuộc khách mà nó lại đi xa hơn. Bây giờ tôi lại phải đi về thị xã Sơn Tây thì chắc mới có khách. App thì bật hết rồi, bật tự động nhận cuộc hết rồi. Nhẽ vừa nãy không bật tự động nhận cuộc thì có vẻ ổn hơn. Đây bật cả bi rồi. Ui đấy, con đường đẹp quá. Đền Và cái gì anh em ạ. Nhưng con đường này đẹp quá anh em ạ. Đi qua con đường này có cái đình ở đây. Kiểu ngày xưa mà cái chỗ này để nghỉ ngơi hay sao nhỉ. Khi đi làm đồng về mệt thì cái chỗ này để nghỉ ngơi này anh em nhìn này. Ồ, ở đây có cái miếu cái gì ấy. Ôi rồi anh em ơi, ở Hà Nội gì mà lạ quá. Hà Nội gì có bóc bò mê đồng áng các kiểu này. Hình như là em đi nhầm đường rồi hay sao ấy. Không biết được có về được thị xã Sơn Tây không đây, mà đường này sao lạ thế nhỉ. Đi theo chị Google, chị chỉ vào cái đường này lạ quá anh em ạ. Hy vọng là nó đi được, hy vọng là nó dẫn được đến thị xã Sơn Tây. Đường này có phải lạ lắm. Cái đường ở đây có phải to hơn hay sao này. Mình đi cái đường này sai sai kiểu gì ấy. À hình như là vẫn đi đường ấy, có ô tô ở đây này, vượt kiểu gì. Muốn xin vượt thì vượt kiểu gì. Đấy vượt đi. Không vượt được đâu. Đường này nhỏ quá không vượt được. Có ô tô muốn xin vượt nhưng mà đường này nó nhỏ quá. Cứ xin cứ gần bóp còi đây vượt đi. Đó, không vượt được rồi. Đường nó bé tí tí này vượt kiểu gì. Đường nó bé bóp còi vượt làm gì. Hai ô tô tránh nhau làm sao được. Chả nhẽ em lại dừng lại. Thế nó hơi điêu. Mà đi tốc độ này là ổn rồi. Đang đi tốc độ 40. Đường này có một dạng cây xà cừ này, khá là ok này. Xe ô tô con này họ chuẩn bị rẽ vào đây. Đằng kia lại có mấy chú cảnh sát giao thông nhỉ? Kinh bó mẹ. Thôi mình cứ đi đi. Thôi xong rồi. Không xi nhan. Sếp vừa đây không xi nhan bị tóm rồi. Xong luôn. Rồi không xi nhan đấy bị tóm rồi. Xui quá. Có cái chú kia không xi nhan đấy bị tóm rồi.
Mình đi đằng sau này thì cũng chả làm nào nhắc được chú được cả. Ôi ở đây lại có công trường cái gì này, không đi được à? Ô tô không đi lối này. Ủa có đúng không nhỉ? Có thấy ô tô đi kìa. Ok, người ta đi được mình cũng đi. Vừa trả khách ở làng cổ đường Lâm ấy, bây giờ lại có khách về rồi anh em ơi. À, không biết là khách ở chỗ nào để gọi điện á. Where are you? I'm walking to the pickup point now, from the village. Village. Đường Lâm, đường đường Lâm Village. I'm walking to the pickup point. I'll be there in 5 minutes on the road. Can you show me your address? Yes, I can. All right, so show me. Yeah. Show me. I don't see. Okay. Can we meet at the pickup point? On the app, on the Grab app. On app. I put in a pickup point for us to meet. Okay. I will be there in 5 minutes. Okay. I go to point at app. Okay, thank you. Okay. À, vừa đặt chị Tây, chị bảo là cái này mình chị ấy ra đến cái địa chỉ ở trên app ấy, chứ còn chị cũng chả biết chỗ nào. Thôi về thôi anh em ơi, may quá, vừa ở thị xã Sơn Tây ấy thì nổ một cú khách ra đây, nổ một cú khách ra làng cổ đường Lâm này, thì bây giờ ra làng cổ đường Lâm thì lại đến. Ủa hình như khách đây sao ấy. Khách đây rồi. Xin chào. Hello. Are you Leonor? Leonor, that's me. Thank okay, you. Okay. Thank you. Very lucky. Yeah, very lucky. You alone? Thank you. You alone? My friend is in Hanoi. Yeah. Ah, okay. Yeah.